Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em bạn gà mã số 115. Bạn gà này thì được gần 9 tháng tuổi rồi, cũng khá là cứng cáp rồi. Mình cũng đã đưa ra rừng và luyện tập rất là nhiều rồi, cho nên anh em yên tâm. Anh em về thì nếu mà anh em chọn nó về đội của anh em thì anh em sẽ luyện thêm một chút nữa cho nó quen với chủ mới là ok đó. Mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nhé, chân tay đầu mồng anh em để ý kỹ để nhận ra đặc điểm của nó nhé. Con này mã đỏ. Và đây là giọng gáy của nó, mình đặt camera khoảng 10 phút cho anh em xem nó gáy, nhìn chung là nó gáy không không nghỉ luôn á. Buổi sáng nó siêng gáy lắm. Ở trong mình thì bây giờ nó cuối mùa rồi cho nên gà tơ nó mới lên đó thì để đi 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 thì khó hơn. Mùa này thì thường anh em mang gà mái đi là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên cũng phải mang cả hai đi, vừa trống vừa mái. Nếu mà trống mà thu phục được bồi rồi thì chúng thì ta không cần phải thả mái ra. Đấy, anh em nghe xe dòng gáy và thẩm định nhé, có gì liên hệ lại với điện thoại với Zalo của mình sẽ báo giá nha. Hình thức thanh toán thì cũng vẫn như vậy, xem gà chuyển khoản và mình sẽ gửi xe, sau đó anh em trả tiền cước xe rồi nhận gà thôi. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để xem được những video khác nha.
Thank you.